Xin chào tất cả các bạn. Trong chuyên mục bình luận điểm tin tuần này, Rick Nguyễn và các cộng sự Rick Invest sẽ chia sẻ về một chủ đề đang được rất nhiều người quan tâm. Đó là các vấn đề xoay quanh lực hút từ thỏi Nam Châm, bất động sản phía Đông Hà Nội. Trong những năm gần đây, khu vực phía Đông Hà Nội, điển hình như quận Long Biên, huyện Gia Lâm, đang là những điểm nóng thu hút các nhà đầu tư cũng như người dân. Và theo quy hoạch chung của thủ đô, từ năm 2030 đến năm 2050, phía Đông được định hướng sẽ trở thành trung tâm hành chính thương mại, giao dịch quốc tế, công nghiệp kỹ thuật cao. Cũng chính vì vậy, thị trường bất động sản khu vực này đã dần trở nên sôi động, giá đất và giá nhà đều tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, sự tăng nhiệt của thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội có thật sự mang tới lợi ích cho các nhà đầu tư cũng như những người có nhu cầu mua bất động sản để ở trong giai đoạn này? Và nhà đầu tư, người mua nên lưu ý những điều gì? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ trong chủ đề lực hút từ thỏi Nam Châm bất động sản phía Đông Hà Nội, cảnh báo cẩn trọng khi xuống tiền đầu tư theo quy hoạch. Thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội bứt phá mạnh mẽ nhờ quy hoạch dịch chuyển đô thị. Hiện nay, để giảm áp lực từ quá trình tăng dân số, nhiều thành phố lớn trên thế giới đã lựa chọn mô hình phát triển đô thị đa trung tâm, đa cực. Như tại Pháp, dân số ở nội đô Paris chỉ khoảng 2 triệu người, còn lại đều chọn định cư tại các khu đô thị mới với khoảng cách là 60 phút lái xe. Còn trong khu vực Đông Nam Á, vùng đô thị của Manila của Philippines là một điển hình, với 12 triệu dân phân tán ở 16 thành phố riêng lẻ. Tại Việt Nam, tới năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa dự tính sẽ đạt khoảng 50%, tương ứng với khoảng 1.200 đô thị các loại. Điều này kéo theo sự ra đời của các đô thị đa trung tâm. Trong đó, phía Đông Hà Nội có đầy đủ lợi thế để trở thành khu vực năng động, sầm uất mới với lợi thế quỹ đất dồi dào, địa hình cao giáo, vị trí liền kề các trung tâm nội đô, dân cư đông đúc định cư lâu năm. Trên thực tế, quá trình dịch chuyển đô thị của Hà Nội về phía Đông đã bắt đầu từ cách đây khoảng 20 năm và đang diễn ra nhanh hơn nhờ hàng loạt dự án nghìn tỷ đồng đã được hoàn thành và đi vào sử dụng thời gian qua. Ngoài các cây cầu hiện hữu như Long Biên, Trương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân, Thăng Long, Hà Nội sẽ có tổng cộng 18 công trình đường bộ vượt sông Hồng trong tương lai gần. Gần nhất là dự án 4 cây cầu nghìn tỷ, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, cầu Mễ Sở. Những cây cầu này được ví như đòn bẩy thép giúp thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội bứt phá mạnh mẽ. Cùng với đó, hạ tầng giao thông đường bộ cũng là một điểm sáng nổi bật của khu vực với các dự án như quốc lộ 5 kéo dài, nút giao Cổ Linh. Quy hoạch phân khu sông Hồng được dự báo sẽ tạo nên cuộc dịch chuyển của thị trường bất động sản về phía Đông Hà Nội. Trong vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản phía Đông thực sự bùng nổ và thu hút một lượng lớn nhà đầu tư chuyển hướng từ phía Tây sang phía Đông. Những ông lớn trong ngành bất động sản có mặt tại khu vực này đã triển khai, phát triển các dự án và thu hút được số lượng lớn các khách hàng trong phân khúc cao cấp về ở và sinh sống. Điều này giúp cho thị trường bất động sản khu Đông ngày càng phát triển cũng như thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Điều này được minh chứng bằng hàng loạt các dự án nghìn tỷ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngoài ra, giá trị đất nền, đất dự án tại khu vực này cũng đang tăng chóng mặt. Điển hình như khu vực Gia Lâm đã được đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng cho hạ tầng giao thông hiện đại và đồng bộ bậc nhất thủ đô. Hàng trăm dự án trọng điểm đã và đang triển khai nhanh chóng. Nếu đúng tiến độ thì năm 2023, Gia Lâm sẽ trở thành một quận mới của Hà Nội. Tới năm 2030, với quy mô dân số dự kiến khoảng 450.000 người, Gia Lâm sẽ đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn trong quy hoạch tổng thể Hà Nội. Cụ thể, đây sẽ là đô thị cửa ngõ phía đông bắc thủ đô, tập trung các công trình đầu mối giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của quốc gia và thành phố. Khu đô thị trung tâm mới này cũng có chức năng trung chuyển hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao, đồng thời là trung tâm thương mại tài chính quan trọng. Với mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện, Gia Lâm có khả năng kết nối đa dạng với các tỉnh thành trong khu vực kinh tế trọng điểm phía bắc. Khoảng cách tới trung tâm thủ đô được rút ngắn lại, di chuyển tới Bắc Ninh cũng chỉ mất 10 phút, tới Bắc Giang mất khoảng 40 phút và chưa đầy 1 giờ đồng hồ để xuống thành phố Hải Phòng. Như vậy, sự bứt phá của khu Đông Hà Nội giống với mô hình phát triển thần tốc của khu phố Đông, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc cuối thế kỷ 20. Chỉ trong chưa đầy 10 năm, khi thành phố dồn lực cho phát triển hạ tầng, đặc biệt là giao thông, khu Đông đã lột xác từ những bãi đất hoang trở thành trung tâm phát triển phồn hoa, sầm uất bậc nhất Thượng Hải. Chuyên gia nhận định, cẩn trọng khi chạy theo lực hút thỏi Nam Châm quy hoạch tại thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội. Trước sự phát lên nhanh chóng của khu Đông Hà Nội, nhờ các thông tin quy hoạch, làn sóng đầu tư cũng dần đổ về đây ngày càng nhiều. Tuy nhiên, theo nhận định của Rick Nguyễn cùng các cộng sự Rick Invest, mặc dù tiềm năng phát triển kinh tế phía Đông là tất yếu, nhưng ăn theo quy hoạch luôn là hình thức đầu tư mạo hiểm. Bởi nếu thông tin quy hoạch được thực hiện và thực hiện nhanh chóng, đúng tiến độ, nhà đầu tư có thể lãi đậm. Song, khi thông tin quy hoạch bị bác bỏ hay tiến độ thực hiện kéo dài, nhà đầu tư dễ rơi vào thua lỗ. Đơn cử như thông tin quy hoạch cầu Trần Hưng Đạo, hiện cầu mới ở giai đoạn phê duyệt xong, nhưng giá đất khu vực xung quanh các trục đường như Cổ Linh, Hồng Tiến, quận Long Biên, khu vực giao cắt với vị trí dự kiến của cầu Trần Hưng Đạo đã trở nên sôi động với nhiều thông tin mua bán.
theo khảo sát của chúng tôi trên các website và hội nhóm giao bán nhà đất, lượng tin giao bán nhà ở khu vực đường Hồng Tiến, Cổ Linh có sự gia tăng mạnh. Ví dụ điển hình là một lô đất thổ cư có sổ đỏ rộng 473m², mặt tiền 20m² ở mặt phố Hồng Tiến đã được giao bán với giá 97 tỷ đồng, tương đương 205 triệu đồng một mét vuông. Người bán mời chào, ô đất nằm ở mặt phố mới, tương lai đẹp nhất quận Long Biên vì ngay điểm giao với đường dẫn lên cầu Trần Hưng Đạo. Trong khi ô đất thổ cư 42m² khác được giới thiệu là nằm ngay ngã ba mặt phố Hồng Tiến, gần cầu Trương Dương và cầu Trần Hưng Đạo sắp tới, vừa được giao bán với giá 10 tỷ đồng, tương đương 238 triệu đồng một mét vuông. Bên cạnh đó, việc có thêm một cây cầu nữa bắc qua sông Hồng sẽ thúc đẩy thêm quá trình di dân, đồng thời hỗ trợ giao thông từ các khu vực khác, đặc biệt là nội đô. Nhưng qua các bước thẩm định, phê duyệt, thực tế cầu còn cần thời gian dài để xây dựng. Do đó, tại thời điểm hiện nay, mức độ ảnh hưởng của thông tin này là chưa rõ nét, hoặc nếu có cũng cần tùy thuộc vào tiến độ thực hiện của dự án. Hơn hết, với thị trường bất động sản thì việc xây cầu sẽ không tác động quá nhiều, bởi thực tế quận Long Biên nhìn chung hạ tầng đã hoàn thiện và giá bất động sản cũng đang ở ngưỡng cao so với mặt bằng chung. Cách đây vài năm, ngay khi có quy hoạch 10 cây cầu vượt sông Hồng thì thị trường bất động sản khu vực Long Biên đã được tạo sóng để nâng giá lên mức gần đỉnh. Vì vậy, khi giá đã lập đỉnh, nhà đầu tư đừng kỳ vọng quá nhiều vào các thông tin quy hoạch của hiện tại và sắp tới để đầu tư dạng ăn theo. Bởi nếu bạn đã từng tham gia các chương trình về đầu tư bất động sản chuyên nghiệp tại Rick Nguyễn Academy, chắc hẳn bạn hiểu rằng khi vùng giá càng thấp thì khả năng bứt giá càng cao. Trong khi giá bất động sản ở phía Đông Hà Nội đã ở ngưỡng cao thì sẽ rất khó để thu lợi nhuận được x2, x3. Đồng thời khi nhìn lại thị trường bất động sản, chúng tôi nhận thấy rằng giới đầu tư đã kỳ vọng phía Đông Hà Nội sẽ phát triển đối trọng với phía Tây, trở thành trung tâm hành chính, kinh tế mới của thủ đô. Tuy nhiên cho tới nay, phía Đông vẫn chưa thu hút được một số lượng lớn các doanh nghiệp và người dân về sinh sống như phía Tây Hà Nội. Bởi nếu bạn đã học chuyên đề về bất động sản vĩ mô và các phương pháp phân tích, nghiên cứu thị trường tại Rick Nguyễn Academy, thì bạn sẽ nắm được định hướng phát triển quốc gia của nước ta. Cụ thể, Hà Nội được định hướng phát triển về phía Tây, trong khi đó Sài Gòn được định hướng phát triển về phía Đông. Chính vì vậy, có thể theo thời gian, thị trường bất động sản phía Đông cũng sẽ trở nên sầm uất, nhưng đây không hẳn là một khu vực đầu tư tiềm năng. Nghiên cứu về vấn đề áp suất khu vực, chúng tôi cũng nhận thấy rằng khu Đông Hà Nội vẫn chưa phải là điểm nóng cho sự gia tăng dân số để có thể sớm lấp đầy những dự án chung cư, đại đô thị mới bung hàng với nguồn cung khổng lồ. Bởi theo kết quả sơ bộ điều tra tổng dân số và nhà ở trên địa bàn Hà Nội, tính đến mùng 1 tháng 4 năm 2019, dân số Hà Nội là 8.053.000 người, 2,22 triệu hộ dân cư. Các quận thuộc phía Tây Hà Nội như Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng và Cầu Giấy là những nơi có mật độ dân số cao nhất, tương ứng 37.347 người trên 1 km², 32.291 người trên 1 km², 29.589 người trên 1 km² và 23.745 người trên 1 km². Những quận mới thành lập như Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và Hà Đông cũng chứng kiến tốc độ dân số tăng nhanh, trở thành những địa bàn có mật độ cư dân đông đúc, chỉ đứng sau các quận trung tâm. Trong khi đó, phân khúc chung cư tại thị trường phía Đông Hà Nội, giá hiện tại lại đang ở mức rất cao. Ví dụ như Vinhome Ocean Park có giá mở bán khoảng 30 triệu đồng một mét vuông, tòa căn hộ mới ra mắt của dự án Eco Park có mức giá lên tới 40 triệu đồng một mét vuông. Hay như trong quần thể Vinhome Ocean Park, trong những tháng cuối năm, một dự án căn hộ cao cấp sẽ được ra hàng với mức giá dự kiến có thể lên tới 50 đến 60 triệu đồng một mét vuông. Với mức giá cao như vậy, những dự án chung cư này chỉ phù hợp đối với việc mua bất động sản để ở cho một bộ phận khách hàng yêu thích cuộc sống nhiều tiện ích cảnh quan cây xanh, hồ nước, điều mà các dự án trong nội thành không có được do hạn chế về diện tích. Tuy nhiên, nếu bạn đang làm việc trong các quận trung tâm Hà Nội và có ý định mua bất động sản để ở tại khu vực phía Đông Hà Nội, thì bạn nên cân nhắc về những trở ngại trong quá trình di chuyển, đi lại từ nơi bạn ở tới nơi bạn làm việc mỗi ngày. Còn đối với các nhà đầu tư, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên cân nhắc thật kỹ bởi phân khúc này sẽ rất khó có lời. Thêm một yếu tố nữa đó là vấn đề thời điểm. Hiện nay, nước ta đang ở trong thời kỳ lạm phát kinh tế, thời gian tới có thể trở nên khó khăn hơn. Đây cũng là một yếu tố bạn nên cân nhắc về việc đầu tư ở thị trường này hay không. Như vậy, trước khi quyết định tham gia đầu tư hay mua bán trong một thị trường đang sôi động, các nhà đầu tư phải tìm hiểu thật kỹ về thực trạng phát triển hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội, dịch vụ tại khu vực đó, đặc biệt là các thông tin liên quan đến quy hoạch, kế hoạch phát triển, kinh tế theo chủ trương của địa phương và đánh giá khả năng triển khai thực hiện dự án. Ngoài ra, việc định giá bất động sản phải dựa trên nguyên tắc thực tế, nhu cầu đầu tư thực sự của thị trường, tránh những giao dịch ảo, rủi ro trong đầu tư. Và trước khi kết thúc chương trình, Rick Nguyễn xin tặng bạn một lời khuyên. Hãy mua khi trầm lắng và bán khi sôi động. Đừng vội vã chạy theo các tin tức truyền thông hay đám đông khi đầu tư bất động sản. Thay vì đó, hãy học hỏi, trang bị cho mình đầy đủ kiến thức để có thể nắm bắt tốt thị trường và luôn đón đầu mỗi chu kỳ tăng trưởng của bất động sản. Chương trình bình luận điểm tin bất động sản cùng Rick Nguyễn số này xin được phép khép lại. Mọi ý kiến đóng góp và tham gia bình luận xin vui lòng để lại dưới comment.
Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số bình luận điểm tin bất động sản tiếp theo trên các nền tảng của Rick Nguyễn. Nhấn like, chia sẻ, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ các video hữu ích từ Rick Nguyễn.